Dạ kính chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là buổi trưa của ngày chín tây tháng 10. Trước hết em xin chúc cho tất cả các cô chú một ngày mới thật là vui và hạnh phúc. Thì trước tiên bây giờ là em muốn nói cái sự việc mà căn nhà số 5 là nhà của chú Năm Hồng Loan, về câu chuyện của cô Sáu Bảo và về chúa và chú Bảy luôn. Thì trước tiên á, em cũng nói về cái chuyện mà cô Sáu hôm nay thì nói chung là chạy toán loạn luôn, và lên tới phường luôn để làm giấy, để báo cáo với công an là trình bày là như thế này. Một cái khu mà người làm của cô Sáu đã bị nói chung là đám mà chiên mà đi ấy đó, nó lụm mất chiếc xe nó lụm mấy chiếc xe của mà cái người làm của cô Sáu, cho nên là bây giờ là cô Sáu phải mà không có tiền mà để mà đền đó cô chú. Đó thì có tiền mướn nhưng mà không có tiền đền, thì mới là chạy lên phường để thông báo cho phường là quán bún bò của cô, thì cái trong hẻm nó nhỏ xíu cô chú, cái trong hẻm nó nhỏ xíu đó, là cũng bán cái quán bún bò đó, ngày nào em cũng đi ngang hết á, ngày nào em cũng đi ngang hết mà đậu chiếc xe á. Rồi trước thì bị người ta lụm, nói chung là bị mấy anh mà xì ke cọt đó, mấy anh lụm mất tiêu cái chiếc xe. Giờ bây giờ mới lên trình báo với mà trên chính quyền, nói chung là trình báo để chi, để mà sự việc mà cô Sáu đã bị người ta trộm chiếc xe, là chiếc xe máy, thì chiếc xe máy nó cũng giá trị á nha cô chú, chắc cũng cỡ mười mấy 20 triệu á, mà mười mấy 20 triệu bây giờ làm khó lắm cô chú. Hồi xưa có chú Năm á, thì còn mà khóc đồ van xin chú Năm là chú Năm mà nhét vô họng liền, còn hôm nay á, thì không có khóc với ai hết, lên vừa khóc đó, khóc xong mới đầu là báo với bên phường á, là bên phường phải coi giải quyết giùm. Mà bây giờ giải quyết ở đâu, trời ơi, nó lấy đi tịch thu, nó đi mà nó, nói chung là bây giờ cũng còn cái xác là vậy đó cô chú. Chiếc xe đó mà lấy thì em nói thiệt, chiếc xe đó lấy đi rồi thì trong 1 phút 30 giây thì nó bán rồi, thì còn đâu nữa. Giờ khóc gì đền, lo kiếm tiền đền cho người ta đi. Trời ơi, người ta cũng đi làm, người ta cũng cực khổ, người ta một ngày làm có 100, 150 hả, mà mất chiếc xe của người ta rồi, công ăn việc làm lấy gì người ta đi. Cô Sáu coi kêu mà con cô Sáu đó là ve chúa đó, lấy cái tiền phúng điếu ra của chú Năm á, để ra để mua xe khác trả cho người ta đi. Chứ bây giờ gia đình của người ta có chiếc xe để làm ăn, đi làm mỗi ngày để kiếm sống nuôi con, mà bây giờ người ta làm cho cô Sáu cũng mấy tháng rồi. Cô Sáu coi nha, không tính kỹ vô để trả cho người ta. Chứ bây giờ đừng có lên mà live stream với mà anh Sạp Pin, đúng không, lên ngồi live stream với anh Sạp Pin cũng than lan đồ, khóc lóc rồi, nói nhà mất xe rồi giờ không có tiền đền rồi, lên xin nữa cô chú. Trời ơi, chú Bảy xin vậy giờ tới cô Sáu xin, thấy không, lên mà lên Sạc Pin ngồi live stream đồ, để xin tiền để mua chiếc xe đền cho người ta đó cô chú, thấy không, một chút xíu á là đi ra xin tiền từ thiện. Trời đất ơi, nó nhục còn hơn chữ nhục. Cô Sáu ơi, cô Sáu lớn rồi, cô Sáu sống sao cho có đạo đức, có nhân cách chút xíu đi, cứ ở ra chút xíu là cô Sáu đi xin, ở ra chút xíu cái đầu cô Sáu lên mạng cô xin. Trời đất ơi, xin hoài ai cho, mình còn tay còn chân mà mình có đứa con gái nó giàu đừng nói tới. Trời ơi, nó giàu còn hơn chữ giàu nữa, chuyên gia mà ăn chặn ăn bớt đó, về chúa đó, xe hơi ô tô nhà đồ mua tè le hột me hết mà đi xin tiền khán giả hoài. Có gì mai mốt nói con gái nó đưa, tại vì cái thùng phúng điếu chà bá nhầm ở nhà đó, bây giờ nó đang giữ đó, chắc nó thấy bà này bà uống bạc cờ bạc đồ nhiều quá cô chú, cho nên cái con ve chúa này nó không có cho bà tiền bà này, nó biết người mẹ như thế nào rồi. Thì bây giờ khóc lóc van xin để cộng đồng mà thấy thương mến. Trời ơi, có chiếc xe mười mấy triệu bao nhiêu, thiệt mười mấy triệu mà cũng đi xin nữa, mà mình là buôn bán đồ này kia mình cũng giàu có, chứ không phải mình mà người mà giống như ông mày ăn xin đâu, ở gia đi lên xin người ta không à. Thì cô Sáu không biết chuyện nhục hay sao cô Sáu cô Sáu sống làm sao phải để cho người ta, mà đừng có nói nữa, nói tới cô Sáu là chữ nhục nó nằm trên mặt này. Cứ ở gia chút xíu giờ lên đi xin từ thiện, chiếc xe người ta mất thì giờ đền cho người ta đi, đi mua chiếc xe khác. Trời ơi, qua nói Hồng Loan kìa, nó năn nỉ Hồng Loan cô Sáu, cho cô Sáu tiền mua chiếc xe đền cho người ta đi cô Sáu, hại con hoài bây giờ cô Sáu khổ dữ lắm, nói vậy Hồng Loan cho liền chứ gì đâu. Trời ơi, bà nhục còn hơn chữ nhục nữa bà Sáu, thiệt. Từ ngày mà chú Năm mất tới giờ bà không có gì mà đẹp, từ ngày mất tới giờ
là cái hành động của bà, cái nhân cách của bà bị xóa sổ luôn, xóa sổ theo làng nũ luôn. Làng nũ vừa rồi bị xóa sổ đó, bây giờ cô phải đi theo cái làng nũ luôn. Mà người ta sống có đạo đức đó, người ta sống không có nói tới ai á, mà nguyên cái làng người ta xóa sổ. Còn cô sống mà ác mà còn độc đó, độc hơn chữ độc, cho nên cô cũng bị xóa sổ, gạch tên. Nói chung mà bây giờ ở dưới mà chú Năm á, ở dưới á, bây giờ cái tên của cô cũng có trong đó, người ta không muốn kéo về sợ mà xuống dưới mắc nợ, người ta trả không nổi. Đúng không cô chú? Sợ mà kéo về dưới với chú Năm đó, thì cái xóa sổ cái tên cô nằm ở dưới, giờ cô không biết cô ở đâu, người ta chưa có tìm được, thấy không đó. Cô Sáu vậy đó cô chú, thấy không? Bây giờ bởi vậy không nói không được, mà cứ lên mà gọi, kêu gọi mà tiền từ thiện để trả tiền chiếc xe đó. Chưa, cô Sáu còn dài lắm nè, bây giờ tới cô Sáu tiếp nè đó. Bây giờ cô Sáu là tuyên bố là cấm tất cả YouTuber là quay trên mộ của chú Năm. Trời ơi, nghe mắc cười không cô chú? Giống mấy thằng cấm quá, cô Sáu giống mấy thằng cấm quá. Cô Sáu có cái gì trong cái mã của chú Năm mà cấm mà YouTube để quay? Đâu, cô Sáu lên biện minh đi, cô Sáu lên nói đi, lý do gì mà cô Sáu nói là cấm YouTube mà ở trên mộ chú Năm? Trời đất ơi, người ta yêu thương, người ta đến, người ta bảo vệ, hiểu không? Người ta quay trên mộ chú Năm là cái đó là chuyện bình thường. Cô Sáu á, không có cái nhân cách và không có cái gì trong đó, chỉ có Hồng Loan. Hồng Loan nói là không cho anh em YouTube quay, thì ok, anh em YouTube sẽ đi ra, bước khỏi ra cái chỗ mà chú Năm, ngôi mộ của chú Năm ở trên đó. Còn riêng cô Sáu thì không có cái tiếng nói mà để lên tiếng mà nói là không cho YouTube quay. Đó, cô Sáu là cái gì? Cô Sáu không có là cái gì của chú Năm, chỉ là cái con báo này, nhớ không? Chỉ là một cái người báo đời mà báo kiếp luôn. Đó, mà báo đời á, người ta gọi là cái câu báo đời, nó nghe nó nặng lắm cô Sáu, đúng không? Tại không biết cô Sáu mà nghĩ như thế nào, chứ em nói là em mà nói ra cái câu báo đời á, thì cô chú lớn tuổi hoặc là những người nhỏ tuổi mà họ nghe á, thì họ sẽ biết cái câu báo đời nó như thế nào, là báo từ đầu cho tới cuối đó, là báo suốt cuộc đời đó. Cô hiểu chưa? Cô nhắc cho cô hiểu. Mà hôm nay cô còn lên tiếng là không cho YouTube quay chú Năm, người ta yêu thương chú Năm, người ta yêu thương Hồng Loan, người ta đến để người ta quay, hiểu không? Nếu mà không quay thì cô cho người lên, cô đập cái mộ ở trên trà mộ chú Năm, dạo đầu xây lại tiền đâu nó xây, hiểu không? Cô cũng có cái âm mưu tính toán như vậy hay sao? Chắc cô cũng phải có cái âm mưu như vậy đấy, cô mới là không cho mà YouTube quay. Âm mưu là muốn hại, mà hồi bữa mà cho người lên mà giải bột trắng vòng vòng mà mộ chú Năm có chưa? Có rồi. Cái âm mưu này em thấy thật là, nói chung là không thể đường nào nói. Nghĩ sao mà cô Sáu có một cái hành động dơ bẩn như vậy, hiểu không? Còn mà bây giờ cô Sáu tốt nhất là cô Sáu im cái mồm của cô Sáu lại, là cô Sáu còn đỡ đấy. Mà cô Sáu càng phát ngôn câu nào thì em trả cô Sáu 10 câu đó, một câu em trả lại 10 câu riêng cô Sáu, chỉ mà về Chúa đừng bao giờ xúc phạm đến Hồng Loan và những người mà YouTube mà đang quay tại mộ của chú Năm đó. Người ta đến, người ta quay để cho cô chú cộng đồng thấy cái mộ chú Năm như thế nào, hình ảnh chú Năm, hàng triệu người yêu thương chú Năm kìa. Còn chi cô Sáu không có lạ gì, cô Sáu chỉ là một cái người mà bây giờ xã hội đang tẩy chay cô, là cô là một cái người mà ăn giật, mà nói dốc ăn giật đó, chứ cô không có lạ cái gì đẹp hết. Cô đừng có lên tiếng, cô càng lên tiếng á là cô càng bị người ta bóc phốt. Cô không có gì đẹp, kể cả con gái của cô luôn. Đây, bây giờ em sẽ nói về cái vụ con gái của cô sống với cô như thế nào. Không phải như Hồng Loan đâu, đừng có nói Hồng Loan vô ơn. Đây nè, bây giờ nè, em nói về cái chuyện mà thư kiện ở ngoài Hà Nội. Thì bây giờ thư kiện mà về cái hình ảnh nha cô chú, bản quyền hình ảnh, mà Ve Chúa là chính là người đứng ra thưa, đúng không cô chú? Đứng ra thưa là cái bản quyền hình ảnh đó, bây giờ là đứng ra thưa bản quyền hình ảnh. Hồi bữa là HB, BH, Bibico là Hồng Loan đã đạt được và lấy tiền đó là cho tặng đồng bào lũ lụt hết rồi nè cô chú. 53 triệu mấy trăm ngàn là Hồng Loan đã tặng hết. Cái đó là tiền của những người mà yêu thương chú Năm, họ xem trên YouTube và Hồng Loan lấy cái số tiền đó thay mặt ba để tặng cho đồng bào lũ lụt. Đó là một cái là đáng quý rồi, một cái ba chỉ bao nhiêu đó thôi là biết con người người ta sống như thế nào. Cô Sáu có dám bỏ ra 1 triệu để mà từ thiện cho ta? Quên đi, 1 triệu đó để chịu vấn đề kiếm thêm 10 triệu, chứ không bao giờ cô Sáu bỏ ra đâu. Đó, chứ đừng có bao giờ mà nói phép trên đây.
đó. Còn hôm nay mà đi ra mà tòa án Hà Nội thì chuẩn bị có một cái phiên tòa tại Hà Nội nữa, là phiên tòa như thế này. Thì Ve là người mà đứng tên mà để đi thư kiện tại Hà Nội là lấy cái bản quyền mà hình ảnh đó, hình ảnh chú Năm. Nhưng mà tại sao bây giờ là tất cả Ve chuyển về cho cô Sáu và chú Bảy? Đấy là đại diện phát ngôn là vì sao? Cái người thưa không đến mà cái người đại diện phát ngôn lại đến. Ủa là tiền đồ, tất cả mọi tiền đó là cái người mà đang thưa đó là Ve, cô Ve con của cô Sáu là thưa. Nhưng mà cuối cùng là đưa ông bà già ra để đỡ đạn là sao? Ủa kỳ vậy cô chú? Cô chú thấy nó nó ngộ không? Đó, cô chú thấy cái chữ ngộ nó nằm trên ngộ không? Trên mộ không? Tự nhiên bây giờ Ve Chúa gửi đơn thưa tại Hà Nội, nhưng mà tại sao bây giờ không đi mà giao cho cô Sáu với chú Bảy đi là sao? Ủa cái này em thấy vô lý à? Có cái này phải là mà trẻ ăn hết già hốt cốt không cô chú? Ông bà ta thường nói đó, đó con cá thì có thịt có xương thì nhỏ đó ăn thịt, còn già thì hốt cốt, ăn xong ăn trước thì già ăn sau, mà già ăn sau còn cốt với xương không à. Đó bây giờ thấy không, cái con người mà sống có đạo đức hay là có hiếu á, thì mình nhìn mình biết rồi, Ve Chúa đó sống vậy đó. Bây giờ ăn thịt hết, bây giờ đưa ông Bảy với bà Sáu đi ra hốt cốt, có nghĩa là ăn thịt còn xương để bà Sáu với ông Bảy đi. Ủa sao kỳ vậy? Sao mình không chính tay mình thưa thì chính tay mình đi, nhưng mà cái sự kiện mà thưa kiện xong rồi cái không có cái ngày nào ở ngoài tòa là có mặt hết á, là sao vậy? Ủa sống kiểu dơ vậy Ve Chúa, sống dơ vậy. Thì cái cô Ve này em nói 1000 lần em chưa còn hết cái chuyện mà em nói, tại vì cô này sống rất là độc ác với những người YouTuber. Đấy, cái hình, cái bài hát của chú Năm mà đập bản quyền rất là nhiều, cả 30-40 kênh YouTube họ rất là cay cú cái cô này. Đấy, cô này sống không có lương tâm, không có đạo đức, cuộc đời cô này sống chỉ có mạt và em chù luôn. Đấy, sống mạt, sống theo cái ý mà tưởng của mẹ mình, hai mẹ con, không có nhân cách, không có đạo đức, con người sống mà đồi bại, đó là tiểu nhân chứ không phải là người sống tốt. Em nói thiệt với cô chú luôn. Đấy, nói tới Ve là em cảm thấy nó cuộc đời em nó muốn mà sôi lên. Sống không có đẹp, đúng không cô chú? Đó, bây giờ đi thưa cũng đem ba mẹ mình và chú mình đi ra để mà làm cái tôi để cho mà mọi người chửi. Ủa là sao vậy? Cô chú thấy không? Đó, bây giờ tới cái ngày mà gia tòa không biết có mặt mà cô Sáu với chú Bảy nữa hay không. Em nghĩ là không có đi đâu cô chú. Tại vì có cái gì đâu mà đi ra mà đòi hình ảnh. Có liên quan gì đâu mà hình ảnh gì? Tất cả đều của Hồng Loan dọn giờ đi thư kiện gì nữa. Trời đất ơi, ngộ thiệt. Hỏi ra cái đi thư kiện giống mấy thư kiện quá. Trời ơi, tiền chú Năm sao tự nhiên để lộn chỗ rồi chú Năm ơi. Cái thùng muốn điếu phải để ở nhà chú chứ. Mà sao để ở nhà của cái loại mà dơ bẩn như vậy? Để họ lấy tiền họ đi làm hãm hại con gái của chú Năm kìa. Chú Năm thấy chưa? Đó, chú Năm cho họ trả giá đi, đúng không? Những người kia là chú Năm cho rồi, bây giờ cho thẳng ngay chú Bảy, cô Sáu và Ve Chúa luôn. Đó, hai bàn thờ cũng đang trả giá thì mọi người cũng biết rồi. Chú Năm cho hai bàn thờ trả giá. Trả giá trong lần hai lần hát thôi là sẽ thấy cái giá nó trả ngay và liền. Chứ không cần mà phải lần thứ ba. Là cô chú biết hai bàn thờ lúc này như thế nào. Đó, con đường mà sự nghiệp đã tan tành rồi đó, là khi mà đã mà động tới con gái của chú Năm. Đó, Hồng Loan là mọi người yêu thương mà đến để chi? Để bảo vệ, là nói chung là lời ăn tiếng nói của Hồng Loan nó không giống như người ta. Cho nên là cô chú cũng thông cảm, tại vì Hồng Loan nhờ như vậy, Hồng Loan không biết định vợ và Hồng Loan không biết làm những điều gì mà giống như cô Sáu với chú Bảy. Đó, còn cái bà kia kìa nè, bây giờ em nói tới cái bà mà mẹ nuôi của mà Hậu Le Le với mà hai bàn thờ đó, thì cũng lên mua đồ. Lúc đầu cũng lên mua đồ ở nhà của Hồng Loan đó cô chú. Đó, lên mua đồ của nhà Hồng Loan, cũng khen đồ Hồng Loan, đồ tội nghiệp, đồ con của chú Năm được không? Trời đất, cơ cuối cùng giờ quay qua chửi Hồng Loan. Ủa sao vậy? Mẹ nuôi của anh hai bàn thờ với Hậu Le Le. Đó, lên mua đồ chửi thì bị mà nhân viên pin á là đáp trả lại cho cô, đúng không? Ủa nghĩ sao vậy? Cô vô cô mua đồ thôi chứ còn cô mua thì cô đi về. Chứ cô vô cô xúc phạm, cô chửi anh em YouTube mà nhà của Hồng Loan luôn. Đó, mới đầu thì kêu quay đi, quay lên để đăng bà đi bệnh viện, bà đi khám bệnh xong bà ghé vô, bà yêu thương bà ghé vô xong
tự nhiên chửi Hồng Loan, nói Hồng Loan đủ thứ, nó vô ơn bà có cho Hồng Loan gì không vô ơn, bà có tặng cho Hồng Loan được gì không cái bà già. Trời đất, bà mở quán cà phê, bây giờ quán cà phê bà ở Vũng Tàu á, bà về Vũng Tàu á. Trời nghĩ sao vậy? Bởi vậy bà già này bà đi theo với Hậu Le Le hai bàn thờ á, biết á, bà nói chuyện toàn là nói dốc. Mình già rồi, mình sống sao á, để người ta thương. Chứ lúc đầu thì cũng bà lên vô nhà Hồng Loan cũng à, khen Hồng Loan đồ này kia, tự nhiên giờ cái đi qua chửi Hồng Loan à. Chửi cái gì vậy cô chú? Nghĩ sao vậy? Hồng Loan làm gì? Bà nói Hồng Loan vô ơn đâu, bà chứng minh đi cái bà già. Bà chứng minh Hồng Loan ăn cái gì của bà, hay lừa gạt, lừa đảo cái gì của bà. Sao bà không nói lên những cái người mà con nuôi của bà đấy, những người đó nó ăn của bà rồi đó, những người đó là có ăn của bà rồi đó, bà lừa gạt của bà rồi, bà nói đúng những người đó đó. Thế còn Hồng Loan không có làm gì á, không ăn của ai đó. Hồng Loan là một cái người buôn bán đồ thôi, chứ không nói chuyện tới ai đó. Bà coi kỹ đi đó, bà coi kỹ mà cái thằng con nuôi của bà với đứa con gái nuôi của bà là hai bàn thờ với mà Hậu Le Le đó. Đem Hồng Loan ra để kiếm tiền đó, bà thấy không? Đem mà buôn bán đồ, mà bán đồ mà không phải mà bán đồ mới nữa, bán đồ mà bị mà à, tồn kho đó để lừa gạt khán giả để lấy tiền. Bà coi kỹ đi đó, cái lỗi đó là cái lỗi gì mà bà đi lên bà nói Hồng Loan này kia à, lừa gạt lừa đảo khán giả đấy. Còn đi qua tới nhà chửi đồ YouTube ở nhà, đồ dọn sạch YouTube ở nhà Hồng Loan để chi vậy? Để bà vô bà hãm hại Hồng Loan à? Đúng không cô chú? YouTube ở nhà Hồng Loan đứng ở đó canh quay phim Hồng Loan cái đuổi đi hết giáo mà đòi mà dọn sạch nhà Hồng Loan à, anh em YouTube nhà Hồng Loan, bà bản lãnh bà dọn đi, bà dọn thử đi. Bà nói dốc, bà nói láo, bà lên bà cũng bán bà cà phê thì bà lên bà ngồi bà livestream thì bà nói câu là tôi có bán cà phê, tôi mọi người đến ủng hộ cho tôi thì còn thấy đồ này kia. Còn bà lên bà chửi ra bà sai không à? Cô chú thấy không, cái drama này toàn là những người già lớn tuổi mà nói sai không? Bởi vậy hỏi sao mà em nói là em xúc phạm đến những người lớn tuổi? Không có xúc phạm cô chú, cái này là những người nào làm sai em nói, chứ thật sự cô chú ai em cũng yêu thương hết, em không bao giờ mà xúc phạm đến một người lớn tuổi hơn em đó. Nhưng mà những cái người lớn tuổi mà đang mà binh vực cô Sáu và nói những cái điều không đúng không hay thì em mới trả lời thôi, chứ thật sự em chưa bao giờ xúc phạm đến một người lớn hơn mình. Ai mình cũng tôn trọng hết, mà khi mà họ sai với mình không chơi với họ nữa, vậy thôi. Chứ còn thật sự ra mình không bao giờ xúc phạm, đó là một cái người lối sống của một cái con người đó. Mình biết tôn trọng họ thì họ mới tôn trọng mình, còn bây giờ người lớn mà không biết tôn trọng trẻ nhỏ thì họ cũng không tôn trọng mình đâu đấy. Tại vì mà mình lên mình xúc phạm cho nên họ mới trả lời, chứ thật sự mình nói chuyện bình thường mình không xúc phạm, mình đăng lên YouTube mình xúc phạm họ thì họ cũng không cần phải trả lời với mình, và họ mới kêu tên chéo gọi mình lên để họ nói đấy. Người ta sống, người ta không biết điều, người ta nhỏ thiệt, nhưng mà thật sự người ta học đời, đời dạy người ta để ta biết cách mà đối nhân xử thế. Là ở xã hội mình sống, mình ra đường mình phải biết người này người kia, chứ không phải gặp ai mình cũng nói được mình nói sai hết đấy. Người ta mình tiếp xúc với họ một ngày hai ngày mình biết con người đó như thế nào, mình cảm thấy mình chơi được với nhau thì mình chơi, còn mình cảm thấy người đó mình tham lam hay là ganh tị tranh giành thì mình tránh xa họ ra. Mình vẫn tiếp xúc đối mặt, mình vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mà trong tâm mình thì không có người đó trong đầu mình. Đó là cái tư cách của em, cuộc sống của em là như vậy. Em không hơn tôi ai hết, và em không mà biết mà nói xấu nói mọt ai hết đấy. Người ta cảm thấy chơi được với mình thì mình chơi với họ, còn họ cảm thấy họ ganh tị với mình hay là họ mà hơn thua với mình thì tốt nhất mình tránh xa người đó ra đi. Là cái đó là mình tránh xa những người đó ra, là mình tốt nhất là mình là tránh xa ra, không mình đi chơi với họ mình sẽ có một ngày mình sẽ xích mích với họ đấy. Cho nên là mình những kẻ mà sống mà chỉ biết mà lợi nhuận cho mình và không biết người khác thì nên tránh xa những người đó ra đấy. Mình sống mình phải cho đi mình mới nhận được, chứ mình sống mình đừng có nghĩ những cái gì mình làm được, mình có tiền nhiều mình thích mình nghĩ mình hay mình tài cũng có. Mình sống mình cho đi, thấy không? Mình làm được tiền thì mình làm cái điều gì đó cho nó đẹp cho tốt, chứ mình đừng lên mà mình nói mà mình chửi bới những đứa nhỏ, những đứa trẻ. Hỏi tại sao mà người ta không nói mình? Đó là một cái điều em muốn nói với những người lớn tuổi, giống như cái cô mà mẹ nuôi của anh hai bà Hậu Le Le, bà chửi Hồng Loan như vậy.
đó. Chứ đừng bao giờ mà mình lên tiếng là mình chửi YouTube ở nhà Hồng Loan đồ này kia. Giống như cô Sáu á, đừng có cấm. Cô Sáu không có tư cách gì mà để cấm mà mọi người mà trên mộ hết á, phải không cô chú? Đó, bây giờ nè, có chiếc xe thôi, mình sống sao mình làm mà mấy chục năm trời mà bây giờ có chiếc xe mắc mà phải đi lên mà nói chuyện mà để xin tiền cộng đồng để mua xe trả cho nó. Đó, thì cái tiền phúng điếu từ thiện, cái tiền phúng điếu của chú Năm á, người ta đi đó bao nhiêu tỷ, mấy chục tỷ đâu, kêu ve chúa nó bỏ ra nó mua. Mà ve chúa bây giờ vì đồng tiền thôi, mẹ bắt chấp, mẹ kể mẹ, tôi không quan tâm. Đó, phải không cô chú? Bắt chấp, cái đồng tiền bắt chấp. Bây giờ là đồng tiền đó là ôm trọn trong người rồi, đâu có nghĩ gì mẹ nữa. Bởi vậy cuộc sống mẹ sao con nấy, sanh ra là y chang. Bởi vậy em nhắc về những ông già xưa đó, em nhắc mấy ông mà cô chú nghe, mấy ông mà cô chú mệt mỏi thêm đó, thì em chia sẻ bao nhiêu đó. Còn anh Hài Lê Tím thì hôm nay bánh tét cũng nói đó là Phương Anh lên tiếng để gửi cho cô chú biết là cái anh Hài Lê Tím á, là không phải người Mễ mà về Việt Nam mà muốn sống cái cách mà muốn chửi bới ai là chửi nha. Thì Phương Anh có lên tiếng để em sẽ nói cho mọi người nghe luôn đó. Thì Phương Anh nói là một cái của công dân Mỹ thì một khi mà được hai quốc tịch thì họ sẽ xử như thế nào, và một quốc tịch họ sẽ xử như thế nào. Anh Hài Lê Tím được quốc tịch Mỹ thì anh về đây anh muốn chửi ai anh chửi, là cái đó điều sai. Công an có quyền xử anh này với hình thức là anh còn quốc tịch ở Việt Nam. Nếu mà tội nhẹ thì có thể mà công an mình tự xử cũng được. Còn mà tội nặng, tội hình sự thì có thể mà liên hệ với bên mà tòa đại sứ Mỹ của Mỹ. Thì lúc đó là mới hỏi trao đổi là cái người công dân của mày về Việt Nam đang làm những chuyện như thế này, mày muốn là xử bên đây hay là gửi về cho mày. Đó là mới trao đổi khi mà cái tội hình sự nó như thế nào. Còn cái tội nó nhẹ thì ok, thì mày có quyền mày xử. Khi nào mà xử xong hủ tờ gì đó 1-2 năm thì sẽ trả về nước Mỹ cho tao. Còn mà tội nặng quá thì ok, tao sẽ bốc nó về đây. Đó, về Mỹ tao sẽ xử. Đó là cái lực của Mỹ. Thông qua nước Mỹ xong Việt Nam sẽ xử được nha cô chú. Chứ không phải mà muốn lộng hành ở Mỹ mà muốn về Việt Nam muốn quậy phá là thì mình là người Việt Nam đó anh Hải Lê Tiếp. Đó, hỏi ngay bánh tét đi Phương Anh đó. Phương Anh bánh tét lên tiếng nói đó, nói thẳng với anh Hài Lê Tím luôn là anh Hài Lê Tím đừng bao giờ mà sống kiểu đó, hiểu không? Đừng bao giờ mà nói mà phạm tội mà từ người Mỹ mà về Việt Nam phạm tội mà không bị trục xuất, hiểu không? Mà không bị bắt hủ tờ tại Việt Nam, quên đi, vẫn bị bình thường nha cô chú. Đó, còn những người mà quốc tịch Mỹ luôn không có Việt Nam thì họ qua nước Việt Nam mình thì khi mà đụng đến họ thì công an mình sẽ bế về ngay và liền trong vòng nửa tiếng thôi. Đó, tại vì việc người dân Mỹ qua đây xong du lịch thì mình không có xúc phạm đến họ được. Còn người Việt Nam mình về đây, hiểu không? Người ở đây đi qua Mỹ sống xong về có hành động làm như vậy, có quyền xử nha cô chú. Đó, còn những người mà nước Mỹ mà họ về đây hay là nước Pháp gì đó, họ về đây họ chơi mà đụng tới họ thì họ sẽ báo bên mà tòa đại sứ của họ, thì họ sẽ báo về bên đây là phải giải quyết cho họ nghe và liền. Chứ không phải đơn giản đâu, anh Hài Lê Tím này sai trầm trọng luôn rồi. Không biết là anh Hài Lê Tím này có được về hay không. Đó, ở nước ngoài, ở Mễ mà về đây á, là đi chửi thê. Thấy nhục không cô chú? Đi chửi thê để kiếm tiền, mà chửi thê cho hai bàn thờ với Hậu Lê Lê, với Heo Hà Mã. Heo Hà Mã, Hậu Lê Lê, hai bàn thờ, cô chú thấy trên mạng có nhân cách trên cái mạng này không? Có đạo đức không? Có gì đẹp trên cái trang mạng không mà lên chửi thê? Anh sai rồi anh Hài Lê Tím ơi. Đó, anh hết đường rồi, hiểu không? Anh hết tiền á thì anh qua. Anh nói Hồng Loan. Nói chung là tất cả những người chửi Hồng Loan thì hết tiền qua nói Hồng Loan. Hồng Loan sẽ dán cố gắng bán nửa tháng, một tháng cho tiền mua vé đi về Mỹ. Có đấy. Chứ mình đừng bao giờ mà lên mà nói phét mà lên chửi Hồng Loan như vậy. Đấy, Hồng Loan là cái con người sống á chỉ biết làm kiếm tiền. Nhưng mà ai thích thì cho. Hồng Loan không có cần mà cái kiểu mà tranh giành hơn thua đâu của chú. Thì cô chú thấy cái lối sống của Hồng Loan với chú Năm á giống nhau không? Thì cha mình mà không có dạy hát dạy ca, nhưng mà dạy cái tâm, cái tình, cái tánh, đó là mới quan trọng. Chứ không phải là dạy mà đi kiếm cái đồng tiền. Chú Năm không dạy Hồng Loan kiếm đồng tiền, tự Hồng Loan ra đường
cày bới để làm kiếm tiền. Nhưng mà chú Năm dạy cái nhân cách, cái đạo đức con người mình, cái đó là khó học lắm cô chú. Được một người mà dạy mình cái nhân cách đạo đức, thậm chí em nè, đó, cha mẹ em còn dạy em còn ít hơn, nhưng mà em học ngoài đời rất là nhiều. Đấy, tại vì cuộc sống của em khi lớn lên em đã ra đi rồi đó, 13 tuổi, 15 tuổi là em đã không có ở gia đình với cha mẹ mình rồi. Đó, nhưng mà mình sống như thế nào mình ra đường mình học những người lớn tuổi họ dạy mình, giống như họ cũng như là người cha người mẹ mình, thì họ dạy mình sẽ nghe chứ, mà dạy được cái lối sống, cái nhân cách, cái đạo đức, đó mới là cái quan trọng. Chứ còn xạ dạy mà đi lừa gạt lừa đảo kiếm tiền người ta thì không ai dạy cho mình hết, tự mình học. Nhưng mà những cái lỗi đó là đang học cái đời, học cái những người mà đã biết kiếm tiền mà bằng cách là kiếm tiền mà lừa gạt lừa dối người ta, họ sẽ đi theo những người đó, họ thấy đồng tiền cao quá, nhiều quá, họ sẽ đi theo, họ tìm. À, còn riêng em chỉ học những cô chú lớn tuổi nói cái nào em nghe thì để trong đầu, còn những cái câu chuyện mà nói em không thích thì em bỏ qua, em không có ghi hết. Bởi vậy mình ra đời mình học là học được cái đối nhân xử thế, cái nhân cách con người đó và cái đạo đức của con người. Đó là cái điều mà tất cả 1 triệu người ai cũng muốn học như vậy. Đó, chú Năm dạy bằng cho Hồng Loan những cái đó đó cô chú. Bởi vậy sống thương người thì trời ông sẽ ban cho lại cái hạnh phúc, gia đình bình an. Đó, cô chú thấy không? Còn những kẻ mà sống mà ham tiền, bất chấp á, mà không có đạo đức, không có nhân cách thì họ sẽ trả giá như thế nào? Đó là em muốn gửi cho cô chú. Đó thì hôm nay Bánh Tét cũng nói cho thầy Lê Tiến biết đó, không biết là có về Mỹ hay không. Đó thì thôi, đến đây em xin kết thúc cái video nha cô chú. Em chúc cho tất cả cô chú một buổi trưa thật là vui và hạnh phúc nha cô chú. Nhớ xem và like cho em nhiều like vào nha cô chú. Đó, để em được cái lượt tương tác nha. Bye bye.